Đây là thử máy phun thuốc phun phân em không? Thử giống luôn. Mới bên trong phòng luôn nè. Ủa chơi được con? Dạ con 1.6 triệu à. Bỏ hành luôn. Đó giờ chưa thử máy này hả? Chưa, giờ anh thử máy kia em. Thử. Để ngoài cho ta có thử người yêu kêu không? Tôi giống mua cho phải mua. Có dư chữ chạy tiếng im không? 1.6 triệu nha bà con, mới trong thùng bảo hành luôn, hư 20 chặt đổi mới. Khỏi cần sợ luôn, hư mau đổi mới thôi. Qua thằng đi. Từ từ. Vừa qua được không? Cái đời này không có sợ hư da bơm đâu, nó xa... Nó xài lớp T, nó sang tự động qua thôi, khỏi xài bơm trước. Cái đời mình sang dưới thì xài nút nấm bơm cái này khỏi. Đi được rồi, sửa xăng là chạy thôi. Giờ mới lần đầu tiên khởi động này nha. Quá đẹp luôn. Mới nha bà con. Khởi động nữa nè. Chưa qua xăng á. Mở rồi. Giật bảo mỗi phát luôn. Mất tiền khó à? 1.6 triệu mà rẻ nữa. Máy giòn ghê luôn. À. Sao nó vậy, nó tiếng máy nó nhẹ quá vậy ta? Mới nhẹ là nhẹ mà. Nhẹ hiểu trời. Vừa phun phân phun thuốc vừa phân lúa giống được luôn. Cái này có hệ thống phun xương nữa nè, phun nước nữa nè, phun hoa luôn nè. Còn cây đây, đây cái này về của dê mà. Biết cổ dê mới dính luôn. Cái cổ dê nó gió mạnh. Thổi. Mà đi
ghê trời. Cái này gom ống có chất mạnh lắm, nó nhỏ. Dạ. Chiếc lệnh đầu tiên là ống nhỏ đó. Để lên cái cho tao thấy là biết chứ. Chứ mình cứ nói coi 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 biết đâu mua. Nó nhỏ. Gom quá mạnh. Thử. Thôi thổi cây thử coi. Thổi cái mai đấy con. Ở cái này là khỏi đánh lá tết nè, tết thổi bay lá luôn. Thổi thổi hai lá gì đó. Có gạt lá tết. Thì gắn đuôi trời. Cho cổ quá chứ. Đây nè. Nó dù cứ qua cái tiên ship nè. Rồi test thử cho anh em coi cái sức gió của nó nha. Ngon lành. Mới mới luôn. Ừ, 20 chật đổi mới. Như vậy. Chứ nè. Đây nè, đây nè. Có 1.6 rồi con ơi. Đẹp. Bảo hành luôn. Cái này giật là chạy thôi. Không xài phá xăng lại khỏi cần bơm. Khỏi xăng để lâu sợ nó chai cái nấm bơm mất công. Mấy nấm bơm này để lâu ưa chai lắm. Với hơi mới bể. Con này cứ chăm xăng là chạy thôi. Không xài thì phá xăng lại. Nếu mà con nào mua 2 cái thì 3 triệu nha. Còn mua 1 cái thì 1.6. Bảo hành cho 3 tháng đi. Cái này có hành 3 tháng luôn. Có hành 20 chặt thì đổi mới mà con không sửa nha, hư 20 chặt đổi mới do lỗi kỹ thuật nha. Nào hư 20 chặt lỗi kỹ thuật là trong vòng 3 tháng đổi mới. Đó giờ bán chưa thử, nay thử con mới cho con coi nè. Không biết cái gì. Cái này nó quá. Con để cái súng dành thử luôn con. Dạ. Ăn quá cho thử cho con luôn. Cái kẻ đủ đồ quá ha. Đủ đồ có chịu sáu. Tại mua luôn chỗ nào có mũi mà chỗ nào cũng quýt nhiều á. À. Chứ hộp đồng cho con đi xịt. À cái này là phun thuốc mũi luôn nè. Đó. Đúng rồi. Cái này là phun mũi, phun thuốc diệt mũi lăng quăng luôn nè. Cái này là máy xịt côn trùng. Ờ xịt côn trùng luôn nè. Có hệ thống phun diệt côn trùng luôn. Có cánh quạt á điều tiết cho gió luôn nè. Gắn nước vô luôn, xài nước luôn á. Có 1.6 làm đủ chức năng, ba chức năng, chứ ba chức năng chính là phun vôi, phun phân với phun lúa giống. Và chức năng thêm đó là phun thuốc diệt côn trùng nè. Mũi dán dế rồi luôn nè. Phun thuốc sâu luôn. Đặc biệt cái bình xăng là để biết lâu không vậy hư nha. Không sợ hư da bơm. Đời này nó khỏe là không sợ hư da bơm như mấy con mà bị xăng dưới. Cứ không chạy thì phá xăng lại thôi, còn chạy mở xăng ra. Nó khỏi sợ hư cái núm bơm, mấy con kêu hư núm bơm lắm. Chú con sạch chắc trái cốc của cô gớt luôn á. Chấm gớt mà. Rồi đeo vô, đeo vô. Con gớt không? Đeo, mang vô, mang vô. Mang cho con, mang vô rồi qua đi. Mang vô, mang vô, chờ chút rồi, mang vô. Chờ chút rồi. Chưa dịch đó. Rồi, chậm cho sống rồi, chút rồi. Quay đầu chút rồi, đúng rồi đó. Yeah.
đây có hệ thống phun thuốc luôn. Mạnh thiệt, gió ghê thiệt. Đỏ bằng rồi, 2 con 3 triệu rồi bà con.